Hòa Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hòa Sơn sẽ giới thiệu với cả nhà mình cách sử dụng dòng máy cho mẹ và bé ha. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy hút sữa và hâm sữa. Ví dụ giống như là sau khi mẹ phải đi làm việc trở lại thì phải hút sữa để ở nhà. Thì những cái thiết bị mà hút bằng tay thì nó rất là khó ra sữa ha. Nhưng mà nó rất là cực. Thì sau này có nhiều dòng máy như vậy nè. Dòng máy hút sữa một bên và dòng máy hút sữa hai bên. Thì giá cả của trên thị trường có rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ chọn những dòng máy nào mà uy tín ha. Thứ nhất á, là cái máy đó thì nó sẽ hút cho mình cảm thấy mình thoải mái và dễ ra sữa hơn. Và cái nữa đó là sau này khi mà lỡ có hư á, mình có thể kiếm được cái linh kiện. Ví dụ cái máy này á, cái máy này của hãng là 1.250.000 ha. Cái hàng này, hàng thương hiệu nè. Thì mình xài mà khi mà mình rửa lỡ mà nó bị rách mấy cái van đó mà mua không được là coi như bỏ cái máy, rất là uổng đó. Nên là cả nhà mình đừng có nghĩ là những dòng máy trôi nổi rẻ tiền nó sẽ tốt, với lại những cái nhựa đó cũng không có tốt cho sức khỏe nữa. Thì mình nên mua những dòng máy có uy tín, có thương hiệu để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé cả nhà ha. Thì hiện tại mình sẽ có dùng một cái máy là hút sữa nè, một cái máy hâm sữa, và bên cạnh đó mình có thể mua thêm những cái túi để trữ sữa ha. Ví dụ giống như buổi tối mẹ của bé có thể hút sữa để ngăn đông của tủ lạnh đó. Khi mà mình nhớ ghi ngày ha, trên cái túi đó là cái nhựa phải tốt nè, cũng của hãng á, thì mình sẽ ghi lại ngày giờ mà mình lấy sữa ra để mình có thể bảo quản được vài tháng đó. Thì ở nhà mình, có thể dùng cái đó mình rã đông rồi mình bỏ vô máy hâm, mình hâm để cho bé có thể sử dụng cả ngày luôn. Thì cái dòng máy này là hút một bên cả nhà ha, 1.250.000. Đó, thì cái dòng máy này thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên xài hơn là dòng máy hút hai bên. Tại vì ví dụ mà cầm một tay á, mình sẽ một tay nó sẽ thuận tiện thao tác, sau đó chút xíu rồi mình sẽ đổi bên đó. Tại vì như gia đình Hoàng Sơn á, là hai em bé ở nhà đều xài những dòng máy như thế này, thì mình có kinh nghiệm. Nhiều khi dòng máy mà hai bên hút cùng lúc á, thì rất là khó thao tác ha. Nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu dòng máy này cho bà con mình dễ hình dung nè. Mình mở máy ra ha. Rồi, để mình sẽ lấy cho cả nhà mình xem. Hiệu là Sanity ha. Rồi, bên trong có hướng dẫn, nhưng cái này nó cũng rất là dễ xài. Cái máy rất là gọn nhẹ ha. Và cái bình nhựa cả nhà thấy nè, rất là tốt luôn. Đó, mình có thể sau khi mình hút xong thì mình sẽ gắn cái đầu này vào để cho bé bú. Cả nhà thấy nhựa rất là tốt luôn nè. Cái bình này nó là được tới 140ml ha. Thì sau khi hút xong á, thì mình sẽ đưa cái bình này mình châm vào trong những cái túi đựng á, để bảo quản. Rồi, còn khi mình hút á, thì mình sẽ đưa máy vào như thế này à, mình lắp vào đây ha. Những cái van như thế này á, sau khi mình rửa sạch á, mình nhớ cẩn thận để đừng để làm lạc mất nha. Và đương nhiên lạc mất thì mình vẫn có thể mua được, tại hàng chính hãng là có phụ kiện đầy đủ luôn. Từ những cái van nhỏ như vậy nè, van một chiều nè, có đầy đủ hết, nên là cả nhà mình không có sợ bị hàng hiếm. Ở đây có cho đi theo một cái van nữa nè cả nhà ha. Rồi, ở đây á, là mình sẽ cắm điện vào để sạc nó cái máy. Rồi, đây cả nhà thấy dây sạc không? Cái này không phải sạc nha, mà là dây cắm điện. Rồi, mình có một cái ống hai chiều đó, một đầu như nhau, một đầu mình gắn vào trong bình và một đầu mình gắn vào trong máy. Cả nhà thấy không, gắn chặt vào máy. Rồi, mình sẽ có một cái nút như này nè để mình mở nguồn và nút tăng hoặc giảm. Ví dụ giống như mình muốn cho sữa ra nhiều ít á, mình có thể tăng cái cường độ mạnh lên hoặc yếu đi, mình có thể chỉnh được. Máy rất là gọn nhẹ ha. Cả nhà thấy không, cả nhà mình nhớ đừng có mua máy xài pin nha. Máy xài pin là không có xài được đâu, tại vì cái này nó phải dùng cái sức để mà nó bơm, nó hút. Này là 6V nè, cắm vào đây và cắm vào cái cục điện là mình có thể sử dụng khá là dễ dàng ha. Rồi, đó, cả nhà thấy này, cắm vô điện ha, rồi mình bấm nút còn mở này ra, mình ấp vào, mình hút sữa cho bé. Sau khi mở máy hâm ra thì cái máy hâm này đa chức năng cả nhà ha, nó không riêng là hâm sữa
mình có thể hâm thức ăn nè, mình luộc trứng nè, và mình có thể khử trùng khử khuẩn các thiết bị như bình sữa nữa. Đó, thì cái này là để mình luộc trứng nè. Rồi mình mở này ra nghe. Đó. Rồi cả nhà mình dòm vô trong máy ha. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ châm nước vào trong đây. Đó, mình bỏ bình sữa vào. Đó, mình châm nước cho phù hợp ha. Rồi mình đậy nắp lại. Cả nhà thấy không? Và bên đây mình sẽ chỉnh nhiệt độ. Nếu mà như hâm sữa nè, mình sẽ xay cái nấm về cái bình sữa là được 40 độ C nha. Đây, 40 độ C là mình để hâm sữa liên tục giữ ấm để mình em bé có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Rồi, ví dụ như mà mình luộc mình hâm cháo đi, chén cháo thì mình sẽ chỉnh vào bên đây. Cái tô này nè là 70 độ C là hâm thức ăn nha. Hâm thức ăn 70 độ C. Rồi, giả sử mình rửa bình, rửa ly, rửa bình hút sữa nè, mình hoặc là những cái nhà mình muốn diệt khuẩn đó, chén dĩa đó của em bé đó, mình có thể chỉnh lên là 100 độ C. Cả nhà ha. Rồi, hoặc là mình luộc trứng nha, cũng chỉnh lên 100 độ C luôn, mình đặt cái đế này vào. Đó. Rồi mình đặt trứng ví dụ trứng gà lên. Rồi mình đậy nắp lại. Cả nhà thấy không? Đó. Thì trên đây mình cũng có hướng dẫn bằng tiếng Việt, cả nhà mình có thể về xem thêm ha. Nè, chức năng thứ nhất là hâm sữa 40 độ C nè. Nhớ mình bỏ một ít nước cho phù hợp vào trong máy nha. Rồi, hâm thức ăn là 70 độ C. Mình tiệt trùng các bộ phận khác là 100 độ C. Tiệt trùng bình sữa 100 độ C và luộc trứng là 100 độ C. Cả nhà thấy cái máy này nó đa năng tiện dụng không? Rồi, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình hai thiết bị thích hợp cho mẹ và bé ha. Cái máy thứ nhất là cần xài, đó là cái máy hút sữa. Máy hút sữa. Và sau đó mình sẽ cho vào những cái túi trữ sữa để mình đông lạnh để bảo quản vài tháng nha. Có thể bảo quản được trên vài tháng. Và sau đó mình có thể có cái máy hâm sữa để mình hâm sữa nè, hâm thức ăn nè. Mình có thể vệ sinh các thiết bị bình sữa cho bé luôn, và có thể luộc trứng. Rồi, cả nhà mình có thể gọi điện trực tiếp đến Hoàng Sơn để tham khảo thêm về chức năng của các dòng máy này, hoặc có gì thắc mắc thì cứ gọi ha. Máy này là trên vỏ hộp của hãng niêm yết là giá 550.000 cả nhà ha, 550.000. Còn cái máy bên đây là máy hút sữa chính hãng là 1.250.000 nha. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt.